Yeah, we are. À, chuyện là hôm giờ tôi bị mấy con này nó phá nè. Nhìn cái hình thôi là cũng biết con gì nó phá rồi đúng không? Cho nên là tôi cũng lên mạng tôi tìm hiểu cách để tôi đuổi mấy con chuột nó đi. Người ta kêu lấy tỏi với ớt trộn lại rồi để vô cái chai. Cuối cùng thì nó cũng không hiệu quả với mấy con chuột ở nhà tôi. Để tôi dẫn mọi người đi coi mấy cái hang chuột. Và đây là cái hang thứ nhất. Hình như ở đây là cái ổ của nó luôn rồi. Còn bên đây thì rất là nhiều hang. Tụi chuột này thì buổi sáng nó không có hoạt động. Nó chỉ hoạt động về ban đêm thôi. Mấy cái cây thủy sinh tôi trồng trong mấy cái thùng xốp, tụi nó buổi tối là tụi nó bướng hết trơn. Không những tụi nó phá cây của tôi không đâu, tôi còn cho rằng tụi nó còn đang rình mấy con cá của tôi nữa. Tính ra là mấy con chuột này nó đang chọc tức tôi. Có mấy bạn vô là kêu tôi gài gặp nó đi anh, mua keo dán chuột đi anh. Tụi chuột này nó nhiều vô số kể, nếu mà nó gài bẫy nó thì thôi rồi luôn. Do là bị lũ chuột này hổm giờ nó phá tôi, cho nên là tôi cũng chưa thả cá vô được nữa. Tôi có đặt một bịch thuốc ở trên mạng nhưng mà nó chưa gửi về tới. Đợi nó về tới đi là tụi mày biết tay với tao. Bữa nay thì tôi sẽ thả mấy con cá bảy màu này vô cái hồ bên đây. Do là hổm giờ mấy con cá nó bị bệnh cho nên là tôi để nó trong cái khay này. Mà từ khi mà có lũ chuột này nè, có mấy bạn vô hỏi han mình, quan tâm mình nhiều lắm, kêu mình là lấy lưới đậy lại đi anh. Cho nên là buổi chiều nào tôi cũng lấy lưới tôi đậy lại hết trơn á. Nhớ lại hôm bữa mà tụi nó phá tôi, 12:30 đêm tôi ra tôi ngồi tôi cắm cây như là một thằng điên. Bữa đó thức đi ra đi vô 2-3 giờ sáng chưa ngủ, cũng là do mấy con chuột. Nếu mà sau này tôi có làm gì tụi nó thì mọi người cũng đừng bảo tôi ác nha. Từ lúc mà tôi nuôi cá tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà tôi bị mấy con chuột nó phá luôn á. Lay quay nãy giờ thì cũng thả xong mấy con cá. Nãy giờ thì mọi người cũng thấy cái vòi nước nó chảy xà xà đúng không? Bữa nay thì tôi đang thay nước, tôi xả tràn cho mấy cái hồ. Cách 3-4 ngày gì đó thì tôi làm lần, chứ không có thay hoài nữa. Lại đây tôi cho coi cái này nè. Đây là cái hồ nuôi két panda. Hiện tại trong cái hồ này chỉ còn có 2 con thôi. Hôm bữa tôi thả 2 con vô đây, không ngờ hôm nay nó đẻ luôn rồi nè. Mọi người có thấy con của tụi nó không? Thấy tôi dẹt mấy cái bèo ra, tụi nó hóp con vô mỏ nó liền. Tụi két này nó giữ con ghê lắm, cho nên là cũng không sợ nó ăn con nữa. Bây giờ thì lên đồ đi mua cá với tôi nè. Trời ơi, cái gì mà cá dữ vậy nè. Lâu lâu mới được dẫn đi mua cá một lần cho nên là cũng hơi bị chóng ngợp xíu. Đó, công vớt vớt là ông chủ đó. Thì tôi đang ở tiệm cá Phi Long ở đường 3 tháng 2 nè. Ai mà ở Cần Thơ đi ngang cái ngã tư này rồi cũng biết cái tiệm cá này rồi đúng không? Tôi nói tới đây thì chắc mấy bạn cũng biết rồi. Ý, mấy con cá gì mà nó lạ với ta? Hình như là con cá chê hồng dĩ thì phải. Ông anh của tôi thì ông đang lay quay, ông đang lựa mấy con cá gì ông thả vô cái hồ mới là. Chuyện là hổm giờ ở nhà tôi á thì cũng có cái hồ cá cũng to lắm á. Mà hổm ông đi mua có mấy con cá à, bữa nay ông đi mua thêm. Nghĩa một hồi thì phát hiện ra được cái hồ tôm. U cha ơi, cái hồ này có cá trong đây nữa. Kiểu này rồi mấy con cá sao chạy? Chắc mấy con tôm ở trong hồ này nó hiền lắm, cho nên là chắc ông thả vô đại đó. Ú, con gì vậy trời? Giống y chang là con cá sấu luôn. Nhìn nó thấy ghê quá à. Nhớ không nhầm thì đây là con cá sấu quả tiễn thì phải. Bữa nay đi mua cá với ông anh mà tôi không có mua được cái con cá gì hết trơn á, toàn là ổng mua không à. Giờ tôi đi theo ổng cái tôi nói cái ngọn mua cho tôi một con. Ổng mua cho tôi cái con hoàng tử châu Phi này nè. Thì nhìn nó cũng đẹp đó, nhưng mà không biết cái nuôi chung với cá bảy màu được không ha. Mấy con két panda gì mà nó bự như vậy, lần đầu tiên tôi mới thấy luôn à. Mấy con cá nhà tôi chắc được phân nửa của tụi nó à. Giờ thì về tới nhà nè, cái hồ bự chờ bá mà nuôi mấy con cá nhỏ xíu. Hồ này nuôi mấy con cá bự bự nó mới đẹp. Mày thấy tao nói cái đúng không chó? Chắc nó cũng cho là có lý rồi đó. Thôi thì vài bữa ông mua cá rồng về ông thả vô đi. Mấy cái con hải hồ này mình làm cái hồ khác mình thả nó vô. Rồi thì bắt đầu ông thả cá vô hồ rồi nè, nguyên một bầy hải hồ của ên bà hoàng tử châu Phi à. Biết vậy mua 2 con đi cho nó đỡ buồn. Chắc vài bữa tôi cũng bắt nó ra cái hồ riêng tôi thả ên nó, chứ nuôi trong hồ này thấy kỳ quá à. Nhìn thấy nó lạc lõng sao đâu á. Xử lý tụi chuột sau đây, nhớ theo dõi phần tiếp theo của video nha.